Cũng theo kế hoạch xét nghiệm SARS-CoV-2 để giám sát chủ động COVID-19, thì Đà Nẵng đặc biệt chú trọng việc xét nghiệm ngẫu nhiên theo định kỳ tại các cơ sở y tế để kịp thời sàng lọc, phát hiện các trường hợp nghi nhiễm nếu có. Cụ thể, các bệnh viện, trạm y tế xét nghiệm ngẫu nhiên định kỳ 1 tháng một lần với tỷ lệ 10-30% đối với người đến khám bệnh ngoại trú, bệnh nhân và người chăm sóc bệnh, điều trị nội trú, người cung ứng dịch vụ tại bệnh viện như giữ xe, canteen, vệ sinh, các phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa, cơ sở xét nghiệm tư nhân thì xét nghiệm ngẫu nhiên từ 10-20% phòng khám cơ sở trên địa bàn, định kỳ 1 tháng một lần, tỷ lệ ít nhất là 20-30% người làm việc tại các cơ sở. Đối với các cơ sở bán lại thuốc thì xét nghiệm ngẫu nhiên từ 10-20% cơ sở trên địa bàn, định kỳ 1 tháng một lần, tỷ lệ từ 20-30% người làm việc tại cơ sở bán lại thuốc. Trước diễn biến phức tạp của COVID-19, thì hiện nay, nhiều cơ sở y tế đã triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 cho tất cả bệnh nhân và người nhà khi đến khám chữa bệnh.